Hôm nay mình bắt đầu lại tiếp tục với series hướng dẫn về F0. Về ở đây mình sử dụng con F0 để tạo xung và thay đổi cái độ rộng xung của nó, gọi là điều rộng xung BWM. Ở đây mình đã tạo ra một cái project sẵn rồi và mình sử dụng timer. Ở đây là mình dùng timer 3 ha, và dọn kênh 1 tương ứng với B6. Ở đây mình có gắn kênh cái bo của mình là con led, một con led ha. Rồi mình chọn BWM generation CN1. Rồi cái này lúc trước mình đã nói về ở phần timer thì bữa nay mình không nhắc lại nữa. Thì mình setting, tại vì ở đây cái tần số của cái dao động cái mạch mình là 8m, cho nên là mình sẽ set up và chỉnh cho nó phù hợp về cái tần số để mà tạo ra cái xung phù hợp. Thì mình muốn ở đây là set up về số tần số cỡ là 1 kg ha, tần số 1 kHz để tạo xung BWM. Và phía dưới này mình để là cái BWM generation channel 1 nè, thì mình chỉ để là mặc định ha. Rồi nói chung là không có gì thay đổi nhiều. Mình sẽ bắt đầu generate code. Thì mình cũng tạo ra những code và cài đặt ha. Rồi generate. Ok. Thì để mà thay đổi cái độ rộng xung á, thì chúng ta sẽ dùng cái hàm hl setting compare. Thì nó sẽ nằm ở cái mục là stdlib.h. còn cái phần mà cái hàm mà để mà gọi cái timer này để bắt đầu thực hiện BWM á là cái hàm này ha, htmlstartStation ha. Vậy nó những cái thông số như thế này. Thì để chạy được thì mình qua hàm main. Qua hàm main thì ở phần trước hàm while thì chúng ta sẽ cho nó chạy ha. htmlbwm này. BWM này. Start để cho nó bắt đầu nó chạy, thì mình truyền những cái thông số vô như là cái timer mình đang chạy dùng là gì, tên timer 3 nè, rồi tiếp theo là cái kênh nào thì mình đang dùng kênh 1 thì mình dùng tm channel 1 đấy. Rồi đó là xong cái bước mình khởi động nó lên. Rồi tiếp theo thì mình muốn cho nó hoạt động, mình cho nó chạy á, thì mình phải muốn thay đổi độ rộng xung của nó thì mình vô đây mình lấy cái hàm này ha. Bây giờ mình sẽ cho nó HTML3 này. Rồi mình sẽ tóm tắt những cách thức nó chạy hoạt động nhanh, chứ còn về lý thuyết về các kiểu thì nói chung là mình ôn lại kiến thức thôi, chứ còn muốn đọc thêm nhiều về nó thì mình tham khảo thêm cái tài liệu lập trình. Refer manual channel 1. Rồi cái phía sau này thì mình sẽ truyền cái tham số là độ rộng xung ha. Mình cho nó 50 đi, để cho con led nó sáng lên. Ok,
mình sẽ build. Rồi ở đây mình sẽ kết nối phần cứng. Đây, ở đây mình đang kết nối phần cứng và đang nạp. Rồi bắt đầu mình sẽ nạp code ha. Thấy thì con sáng nó, con led nó sáng mờ hơn xíu. Thì bây giờ mình muốn thay đổi cái độ đồng xung nó mà cho nó dễ nhìn thấy hơn á, thì mình sẽ cho nó chạy theo cái đồng code mình đã viết sẵn ha. Đây thì đầu tiên á, mình sẽ cho nó chạy từ 0 đến 100, mỗi lần tăng 10 thì mình sẽ tăng cái độ sáng nó lên ha, tăng độ sáng. Mỗi lần tăng mình sẽ delay nó 0.5 ha. Rồi tiếp theo là mình sẽ bắt đầu mình cho nó giảm độ sáng ha, giảm độ sáng. Đấy. Rồi mình sẽ nạp ha. Video này mình mục đích là để lưu lại kỷ niệm và ôn lại kiến thức, cho nên các bạn có thể là có thể là mình nói hơi nhanh hoặc là có thể là nó chưa sâu, mong các bạn thông cảm. Ok, mình lên đạp rồi, bắt đầu nó sẽ mờ nè. Đấy, xong nó tắt rồi sáng lên. Rồi, nói chung là mình đã thực hiện thành công cái này ha, cái tăng giảm độ sáng và sử dụng cái timer để làm tạo độ đồng xung ha. Rồi, mình xin kết thúc video ở đây.